Chàng ơi, tao nói có nhiều bạn nói Ngọc á là bị nghiện hủ tiếu hả? Đâu có đâu, Ngọc á, Ngọc nghiện nhiều món lắm. Ngoài hủ tiếu nè, còn có phá lấu nữa. Mà phá lấu bò á, thì giờ Ngọc chưa có ăn được. Còn phá lấu heo á, là không có thể nào cưỡng lại á nha. Dạ em chào chị Út Dân là chị hả chị? Ủa phá lấu heo ăn với mì hả chị? Mình có mì trộn á, mì trộn ăn với rau luộc với bột ăn bánh mì, có cải chua với rau hoặc cảm thấy đủ á. Dạ sống thật. Vậy chị làm cho em mỗi cái một phần đi. Thì chị kêu nước dừa tươi mình ngon lắm. Mình có phèo, phèo cuốn, rồi lá mía, rồi cuộn, rồi trắng dần, rồi lưỡi, rồi có đuôi. Có đuôi luôn, có lỗ tai nữa. Có tử. Có bà tử luôn. Có anh chàng, có huyết nữa, nó ngon. Biết dạ. Biết cái này biết tròn, nó dai dai ngon. Ở đây cái xe của mình là mấy giờ mình bán chị? Ở đồng chị bán hơn từ 4 giờ. 4 giờ chiều là mình ra bán? 4 giờ chiều. Dạ. Một phần như vậy là giá làm sao chị? 40-50. Là bánh mì với lại mì trộn cũng giống nhau luôn? Bánh mì trộn cũng giống nhau. Dạ. Có phần lớn nữa, phần lớn thì có 100, 200, 300. À tùy tính theo khách. Dạ. 100 thì 3 người ăn đổ lên, tính tới vậy đó. Dạ. Hôm bữa em qua cái chị về mất tiêu. Làm hôm nay em đội trời mưa qua em thấy chị bán em quẹo lại luôn. Để thôi chị trốn nữa, kiếm không được. Nhầm bữa thách khó ghé ra nhiều thì hết sớm. Dạ. Chị này chị có nhận học trò không chị? Này nói chung là làm cũng không học ai hết. Mình ăn theo cái cảm nhận mình ăn, mình làm thấy ngon là cái mình muốn bán cho người ta. Rồi nóng không? Có bao tay rồi nóng không? Quen nè em, nhưng mà ngày cũng làm lâu rồi tiếp xúc một cái quen. Thôi để em thử bằng cái này đi. Để em thử bằng cái này chứ thử đó không quen rồi nó hổn thiệt à. Nó mà nóng dữ lắm. Wow, cái miếng chẳng chừng nè. Bài trí với lại đựng thức ăn nó trên những cái hộp như thế này rất là vệ sinh nha các bạn. Trước khi ăn nó làm miếng nước hả? Ở đây có bán nước xăm, nước đậu này kia nữa. Chờ Ngọc làm miếng nước để chén cái ruột trước cái mình ăn cho nó ngon. Cái này là phá lấu ăn với bánh mì, còn bên đây là phá lấu ăn với mì. Giờ Ngọc ăn cái này trước. Như là nó sánh sánh, nó sạch sạch đó các bạn. Ngon lắm. Đó, kẹp thêm một khúc này vô. Chấm vô với miếng muối tiêu chanh, ớt, đưa vô. Cái nước á, nó béo, nó ngọt. Cái phá lấu này nè, nó giòn. Cái nước này nè, nó đen, nó béo, ngọt á. Hòa quyện với cái muối mà chanh ớt này nè, nó mặn mặn, nó cay cay. Nó rất là vừa miệng, ăn rất là dính luôn các bạn. Đây là cái này chẳng dừng. Mình ăn kèm với dưa chua. Đây là lá mía nè các bạn. Lá mía heo. Ta nói nó béo. Đây là cái lỗ tai, ăn vô cái lỗ tai bự lên. Tốn nó gọn gọn á, nó thật cái gì đâu á. Đặc biệt á là phá lấu á, mà xưa giờ Ngọc không có thấy mà phá lấu có bỏ đuôi heo. Chỗ này có đuôi heo luôn nè các bạn. Bỏ má á các bạn. Đây là bao tử. Chấm vô. Ngọc thấy phá lấu ở đây không? Có đầy đủ hết tất cả nè. Đuôi heo lòng đồ này kia làm cho mình có nhiều sự lựa chọn á, ăn rất là ngon. Và một cái điều đặc biệt á, ấn tượng với Ngọc á, bước vô chị chủ quán rất là dễ thương mà vui vẻ lắm các bạn. Trời, bây giờ mình bà cười te tét à, thấy rồi đó. Không còn biết nó ngon không mà vô thấy vậy là ok. Mà là ngoài mong đợi của Ngọc luôn. Đồ ăn rồi nè, rất là ngon. Còn đây là mì trộn phá lấu nè các bạn. Ở đây chị bán hai món, phá lấu ăn với bánh mì. Còn cái món thứ hai đó là mì trộn phá lấu. Thì cũng những cái phá lấu đó mình ăn với mì, thay vì mình ăn với bánh mì thì ở đây chị sẽ ăn với mì gói.
hướng một bên Tân Thành về thành phố Bến Tre, cách khoảng 300m, mấy bên tay trái ngay cái đoạn đường cắt á các bạn. Nhìn mấy bên tay trái nè, thấy chị Phá Lâu Út Dân cạnh quán cà phê Mocha. Chào tạm biệt. Rồi em về nha chị. Cảm ơn chị, chúc chị mua ba bán đắt nha. Bye bye.